Sao Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng tăng ni trẻ thân mến, theo cái quy ước thống nhất chúng ta đã đề ra thì giờ này là đến cái giờ chúng ta sinh hoạt cho cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Nhưng bây giờ là 4 giờ 45 phút ngày 13 tháng 3 năm 2011, nhằm ngày 9 tháng 2 năm Tân Mão. Hôm nay ta triển khai tới kỳ thứ 63. Cái này đã có sự trùng lập cũng ngộ. Kỳ thứ 63, ngày 13 tháng 3 2011, với cái đề tài trong cái tập ngón tay chỉ trăng 3, tập 3 nữa, với cái nhan đề là học tham thiền. Cái đề tài hôm nay là học tham thiền. Cái bài này tôi cho rằng là những cái điều nhắc nhở này nó rất cần thiết cho Phật tử tại gia cũng như tăng ni trẻ xuất gia. Thì trước khi triển khai vào cái bài học tham thiền, đó là cái bài đầu tiên trong cái tập 3 của ngón tay chỉ trăng, thì tôi xin giới thiệu qua về cái lời tựa của cái tập 3 ngón tay chỉ trăng. Là tựa rằng ngón tay chỉ trăng thơ ở trong tập thơ này gọi thơ không sai, mà gọi không thơ cũng đúng. Bởi vì gọi thơ không sai là bởi vì nó là cái thể cách, cái văn thể là hình thức là thơ. Nhưng mà thơ của văn sĩ, của thi sĩ thì nó có cái hồn thơ, nó sâu sắc, nó chứa đựng ở trong đó những cái cảm tình nồng nàn tha thiết, nhất là về cái mặt mà tình cảm thân thương người ta gợi, ta chứa đựng ở trong cái thơ nó sâu đậm lắm. Thế thì những cái văn thể như thế, hình thức như thế, người ta gọi đó là thơ. Còn như những bài mà tôi viết ở trong những cái tập ngón tay chỉ trăng, hay là thơ của tôi gọi là như Nguyễn Thiền Sư thi tập đó, thì hình thức thơ thì có đó, nhưng mà còn cái nội dung thì nếu mà với nhà thi nhà thơ thì người ta đọc người ta cho là không có thơ. Vì vậy mà nói thơ thì cũng không phải là sai, nhưng mà nó cái chất thơ thì nó ít lắm, thậm chí nó không có. Vì bởi vì đây là như tôi đã nói ngay từ đầu mà, đây là tôi moi móc, tôi lượm lặt ở trong ý tứ của lời Phật, ý kinh trong ba tạng kinh điển, rồi ghi ra với cái hình thức là thơ, để mà
tạo cái duyên cớ để, ví dụ như cái duyên cớ để triển khai về nè, triển khai về nè để gửi tới cho Phật tử gần xa, để gửi tới tăng ni trẻ. Nếu mà Phật tử cũng như tăng ni trẻ mà đọc và suy gẫm mà tham thiền á, đây là toàn thể là đầu đề thiền. Đầu đề thiền không đấy. Các vị thiền sư xưa cũng như nay người ta đặt ra, ta sáng chế là cái kiểu thiền của người ta. Chứ tôi, riêng tôi thì tôi thấy rằng là thiền mình không cần sáng chế cái gì ghê gớm lạ lùng nữa hết á. Mình không có đặt ra làm chi mà gọi là công án hay là khỏi đầu gì, có những danh từ mới. Cái đó là của tiền bối người ta có đặt, tôi thì cũng chẳng dám động tới cái đó làm chi. Nhưng mà thôi gì là đưa ra một cái nhan đề gọi là thoại đầu đó, thì hằng hà sa số cái đề tài ở trong kinh điển đây, tại sao mình nắm dựa vào đó mà mình tư duy, mình quán chiếu, mình tham. Tham tức là tham thiền, tức là tư duy quán chiếu ý Phật là kinh, ở trong kinh thì tam tạng giáo điển đó chẳng phải là cái đề tài để cho mình quán chiếu, mình tư duy được sao? Cho nên cái đặt ra đó thì các truyền bối người ta có đặt ra vấn đề tham thiền, ta đặt ra là thoại đầu là công án. Nhưng mà tôi cho rằng là không cần đặt cái từ mới gì hết, mà tham thiền trọn cuộc đời, và trong cuộc đời đó có thể là đi đạt tới cái trình độ giải thoát giác ngộ tột cao cũng được, nếu cái điều kiện mình có. Tôn đến cao, thành Phật cũng được, nếu điều kiện mình có. Tuy nhiên, tôi cho rằng là ngày nay, cái người mà tham thiền, mà trí tuệ mở mang, mà đạt đến cái trình độ, cái bậc tôn đến cao, để thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, nó theo tôi á, thì khó kiếm ạ. Dựa vào đâu mà tôi nói khó kiếm? Là tại vì cái đỉnh cao tột của đạo Phật á, là phải xả liên ngã và ngã sở hữu. Mà muốn xả liên ngã và ngã sở hữu, không có cái gì cụ thể để cho thành tựu, không có gì cụ thể bằng là làm khất sĩ. Là cư sĩ nghĩa là làm một thân phận của một người chỉ xin ăn mà thôi. Và Niết Bát Thiên Gia Bạn cô thân dạng lý du, chỉ vi sanh tử sự giáo hóa độ xuân thu. Bà thơ là ai làm thì tôi cũng không cần nhớ là chi. Nhưng mà bà thơ là đáng người liệt vào lời Phật ý kinh và lời của tổ. Ai làm bài đa, ra bài thơ đó ra là người đó là người bực tổ để nhắc nhở tu học từ lâu đời, từ đời này qua đời khác, mà coi như không có lạc hậu. Thế thì là chỉ có Niết Bát Thiên Gia Phạn cô thân giảng lý du làm người khất sĩ để truyền bá cái giáo lý vô thượng thậm thâm vi diệu pháp của đạo cho mọi người. Chỉ vì một việc đó thôi mà làm việc đó, tất nhiên là không có nhà, không có cửa, không có chùa, không có chiền, không có chức tước, không có địa vị, kể cả địa vị quốc sư cũng không cần. Bởi vì nếu mà địa vị quốc sư mà để được làm Phật thì Phật là ở nơi cái địa vị tu hành thành đạo rồi nó trở về hoàng cung lãnh chức lại, mà làm vua chẳng sướng hơn là quốc sư à? Nhưng mà điều đó Đức Phật không làm. Điều đó là cái nguyên nhân của ràng buộc, của khổ đau, của tranh chấp, của kiện tụng, của thưa gửi, của chiến tranh. Cho nên là ngoài cái Niết Bát Thiên Gia Phạn cô thân giảng lý du của người khất sĩ ra,
mà mong đạt đến cái đỉnh cao của vô thượng chánh đẳng chánh giác là đều không không thực tế. Cho nên là hôm nay mình học là mình học, nhưng mà theo tôi biết dù mình có tinh tấn cỡ nào mà mình chưa làm là đúng nghĩa vai trò của một khắc sĩ là mình không đạt tới đỉnh cao tổ của đạo Phật được đâu. Tuy nhiên là giải thoát của từng phần, giải thoát từng phần đều có lẽ rất thiết thực trong cuộc sống của kiếp nhân sinh. Thành ra chúng ta tu thì cũng không phải là không có hiệu quả đâu, hiệu quả tốt lắm. Nhưng mà cái đỉnh cao và để thành Phật đó thì phải làm như Phật mới thành Phật được. Con đường đó Đức Phật dạy ra hoàn toàn là đúng, không bao giờ là hậu. Không xả cái ngã và ngã sở hữu, tức là không ly ngã tướng nhân tướng thì không không có cơ hội để đạt đến cái đỉnh cao của vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên bây giờ chúng ta học có thì học là học, chúng ta học để chúng ta biết cái lộ trình mà chúng ta sắp đi, chúng ta biết cái con đường lên núi mà chúng ta phải đi, đi đúng con đường nào. Mà muốn đúng đường nào là phải học những người đi trước, phải hỏi những người đi trước. Mà người đi trước là trước nhất là Phật Thích Ca, rồi sau đó là các bậc tu hành tiền bối. Kinh điển thường dạy rằng là dục tri sơn hạ lộ, tu vấn quá lai nhân. Muốn biết con đường đó nó ngoằn ngoèo, nó quanh co, nó khúc khuỷu, nó suôn sẻ hay là nó nguy hiểm chỗ nào là phải hỏi, phải theo dõi dấu chân của người đi trước, phải hỏi những người đi trước. Mà những người đi trước đó là những bậc tiền bối, mà người đi trước nhất khai sơn phá thạch để dẫn đường là Đức Phật Thích Ca. Do vậy mà ta phải học Phật, phải học tham thiền. Mà tham thiền đó là vừa vào lời Phật ý kinh, thì tôi rút những cái lời Phật ý kinh ra mà tôi đúc kết lại thành cái đề tài nho nhỏ, giống như bộ cái đường dầu nguyên liệu thì nhiều ở trong cái kho tàng để có thể làm cái vô số bánh, nhưng mà ở đây mình moi ra cái là từ trăm gram đường, từ kilo bột, từ lít dầu và từ gói hương liệu để mình làm ra từng bánh nho nhỏ vậy đó. Rồi nó thành ra là tôi gọi đó là ngón tay chỉ trăng hay là thiền thơ là phi tập, tức là lấy cái chất liệu nhiều mình làm ra cái bánh nhỏ cho nó gọn để mình ban, mình tặng, mình cúng dường, mình tặng cho những người đệ tử Phật gần xa, cái ý như vậy. Cho nên thơ cũng được mà không thơ cũng không sao. Thì cái lời tựa đó là ngón tay chỉ tranh thơ tập, ngón tay chỉ tranh thơ trong tập 3 này gọi thơ không sai, mà không thơ cũng trúng, bởi vì không nói gì trúng là trúng, không viết gì trúng là trúng, không nghĩ gì trúng là trúng. Bởi vì chân lý thì làm sao mà diễn tả, mà mô tả, mà mô tả đúng cái ngón tay chỉ cho ai đó được. Cái sự thật là không có làm gì mà đúng được hết. Cái này mình cũng phải tham thiền á, mình mới thấy cái nghe. Mình nói cái gì đó mình tưởng là mình nói trúng chứ coi chừng đó, không dễ gì trúng đâu. Không dễ gì nói trúng. Cái thấy của anh nghe cũng không dễ gì anh thấy trúng. Anh thấy mà nói anh thấy trúng không được. Anh nói trúng không thể trúng được. Anh nghĩ mà anh nói nghĩ trúng chưa hẳn là trúng đâu. Bởi vì một cái quần đèn, tôi nói ví dụ như hồi xưa mình lấy cái quần cái đèn dầu lửa, nó
cái đó dễ hiểu hơn, nó đích sắc hơn là cái đèn điện của thời đại thế kỷ 21. Hồi xưa một cái đèn dầu lửa hay là một cái đèn cầy mình đốt ở trong một cái nhà tối, rồi nhất là khi mà mình nằm mình ngủ, mình nhắm mắt mình ngủ sai hoặc là ngủ không sai lắm cũng được, rồi khi mà mình chợt thức dậy mình nhìn cái ngọn đèn đó thì mình sẽ thấy cái ngọn đèn đó nó nhiều màu lắm, nhưng mà đại để tôi cho nó là 5 màu đi, mình thấy xung quanh cái ngọn đèn đó nó có cái quần 5 màu, màu đỏ vợt, rồi đỏ sẫm, rồi đỏ vợt, rồi vàng sẫm, vàng vợt, rồi xanh đậm, xanh vợt, rồi màu tím, màu nâu gì nhiều màu lắm ở trong một cái quần của cái ngọn đèn. Cái quần đó có thể là tùy theo cái lúc mà mình nhìn, có thể là bằng cái thúng, cái sàn, có thể là bằng cái nia, bằng cái nia, bằng cái xỉa, có cái quần tròn vậy đó mà nó nhiều màu sắc. Và nếu mà có người hỏi gì thì cái những màu sắc nó từ đâu đến, thì ai làm ra và màu sắc đó màu sắc gì, từ bằng chất liệu gì, thì không có ông thánh, ông thần nào, ông bác học, ông gì mà nói cái màu sắc, cái chất liệu của cái quần đó được hết. Chất liệu thì không bao giờ có rồi, bởi vì nó là cái gì, hoa đớn. Hoa đớn giữa hay không, mà hoa đớn giữa hay không cũng như cái quần đèn nó màu đó là một hình thức hoa đớn giữa hay không của cái điểm nói đó. Đó là quan đến chưa không, thì nó là nhân duyên sai lầm, nhân duyên trùng vô tận mà nó tác động lại với cái nhận thức sai lầm, nhận thức hoàn toàn sai lầm và không đúng đắn mà nó có là cái đó, chứ cái đó không hề có thật. Vậy mà cái người mà ngủ thức dậy vui cái mắt lên, mở mắt ra là thấy như là có thật. Nhưng mà có thật là chỉ có thật với người đó mà thôi, chỉ có thật với cái người mà, hoặc là cái người nhắm mắt, hoặc là cái người ngủ mới thức dậy, mới có cái quần của cái đèn mà có nhiều màu sắc. Đại để tôi nói 5 màu, 5 màu đại để là như cái móng, màu của cái móng trời á. Chứ kỳ thật là không biết bao nhiêu màu mà nó nhiều lắm, mình nói không có được. Và hỏi từ đâu đến cái bóng trời đó, cái màu sắc của bóng trời từ đâu đến, cái gì xanh, nói không có được. Cho nên nói thì được, nhưng mà nói gì cũng không trúng. Chỉ thì được, nhưng mà chỉ gì cũng không trúng. Nghĩ ngợi tưởng tượng thì được, nhưng mà tưởng tượng bằng chất liệu gì, ai làm ra nó đều không trúng. Cho nên cái tập mà ngón tay chỉ trăng này nó cũng có ý nghĩa gì đó. Nó là ngón tay cái chỉ trăng. Người có đồng ý đứng cùng một hướng thì nâng ngón tay để mà nhìn trăng, chứ ngón tay không bao giờ là trăng. Phải khéo nhìn thì có thể nâng ngón tay mà thấy được trăng. Chân lý thì làm sao diễn tả, mô tả hay là bút tả đúng ngón tay chỉ trăng cho ai đó được. Mượn ngón tay nương nó mà nhìn tìm trăng, thấy được trăng rồi cảm ơn ngón tay, nhưng ngón tay và cả cánh tay cũng không còn cần thiết nữa. Thế thì những cái tập thơ ngón tay chỉ trăng bữa nay rồi tôi viết ra được 5 tập, mà 5 tập đó thì vì là muốn cho nó tiện lợi cho nên là một tập vậy đó, mình không có để nó dày lắm, có 30 bài thơ. 30 bài thơ thì để giúp đỡ cho những cái người xem được cái nội dung rộng ra hơn một chút, thì tôi có kèm theo một cái bài văn xuôi gọi đó là trực chỉ đề cương. Để đơn giản cái trực chỉ đề cương đó mà khuất trường ý tứ nó rộng hơn bài thơ. Thay vì bài thơ 4 câu hoặc 8 câu hoặc 12 câu mà ở đây có theo cái trực chỉ, tức là khuất trường rộng ra cái ý tứ để cho cái người Phật tử cũng như tăng ni trẻ gần xa
người đó mà phóng tác thêm, mở rộng thêm về cái nhận thức thì nó dễ hiểu hơn. Ý thức là vậy. Mà khi mà mình nâng lên đây rồi đó thì có thể tham thiền đó nha, tham thiền nhập định đều được hết. Nhưng mà khi mình nắm nó rồi đó thì ngón tay chỉ trăng là ngón tay, là cánh tay, là ngón tay, không còn cần thiết nữa. Kinh điển ngôn giáo Phật thường mượn làm chất liệu, làm hương liệu, thi nhân tẩm ướp vào văn tự của tập thơ nhỏ ngón tay chỉ trăng. Người con Phật có kiên nhẫn xem đọc tập tham thiền quán chiếu, chắc chắn sẽ thưởng thức ít nhiều hương vị giác ngộ giải thoát của đạo Phật. Ở đây thì nó là một cái chất liệu gọi là thi nhân, là tấm, là ước vào cái văn tự của cái tập thơ nhỏ này, gọi nó là ngón tay chỉ trăng, tức là chất liệu của kinh điển, của kinh, của luật, của luận, của tam tạng kinh điển, gom nó ra đây, tẩm ứng nó vào, lòng nó vào trong cái ngôn từ của văn tự, gọi nó là thơ, gọi nó là tập sách ngón tay chỉ trăng. Đức chìa khóa mà xem, mà tư duy, mà quán chiếu là có thể tiếp nhận. Và tham thiền thì mình sẽ thọ dụng được cái hương vị giác ngộ giải thoát từng phần trên bước đường học đạo, hành đạo để chứng đạo. Thì đó là cái lời tựa của cái tập 3. Tôi xin thưa với toàn thể các vị, cái tập 3 này đó, tôi có dụng ý là có dụng ý là một cái ý tứ mà mình dụng ý rõ ràng là với cái nền giáo lý của đạo Phật đó, mà Đức Phật mà thành tựu vô thượng Bồ Đề rồi đó, với cái nền giáo lý của đạo Phật thật ra nó sâu thẳm vô thượng thẳm thắt. Cho nên là trong kinh Phật nó có cái bài kệ mà người ta nói rằng là của cái bà Võ Tắc Thiên ha, mà nói vậy thì mình nghe vậy thôi, chứ còn chuyện là mấy ngàn năm rồi mà người ta nói rằng đó là bài kệ của bà Võ Tắc Thiên viết để cúng dường Tam Bảo, để tán thán kinh Phật, mà các bậc tiền bối đem vô để vào trong cái nghi thức tụng niệm trong đạo Phật, cái gọi đó là bài kệ khai kinh. Mở kinh ra nó có bài kệ kêu bằng khai kinh kệ, tức là cái bài kệ khai kinh. Bài kệ tức là một hình thức văn thơ, hình thức văn thơ, nhưng mà nó không có bắt buộc cái khuôn sáo về niêm, về luật. Niêm luật nó không cần niêm luật. Nếu có niêm luật thì đọc âm điệu nghe thì nó xuôi, nó dịu dàng, nó quyến rũ, dễ đọc, điều đó có. Nhưng mà đã gọi là kệ đó thì nó không cần niêm luật, không bắt buộc khuôn khổ như là đường luật tứ tiệt, hay là thất ngôn bát cú, hay là sân thất lục bát, hay là lục bát gì hết. Thì trong đạo Phật nó có một loại gọi là kệ khai kinh kệ của bà Võ Tắc Thiên là vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp. Là kinh điển của Phật là cái pháp vi diệu, tức là nó rất là sâu sắc và nó màu nhiệm. Mà dùng lời nói không dễ gì tổng
vào sâu, không đụng tới cái đáy sâu của nó. Dùng cái nhìn nhìn thẳm, nhìn nhìn khác, không đi đến được cái biên giới của nó, mà phải là tha thiền, phải vận dụng cái trí thật sâu thì mới có thể đi, mới có thể là tiếp nhận được cái hương vị, cái đạo lý giải thoát giác ngộ sâu sắc, mà không còn cái sâu sắc nào hơn, cho nên gọi là vô thượng. Vô thượng thâm tâm nó sâu sắc, không còn cái sâu sắc nào hơn. Giáo lý của Phật là một cái pháp, một cái lời dạy, một cái pháp màu nhiệm vi diệu. Vì vậy mà bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, trăm ngàn muôn kiếp mà không dễ gì gặp cái giáo lý mà sâu sắc vô thượng thâm thâm dễ đâu. Ngã kim kiếm văn đắc thọ trì, con tôi chúng ta hôm nay được thấy, được nghe và được thọ trì. Chữ thọ đó cũng phải để ý nữa đó. Chữ thọ đó, tức là mình tiếp nhận, mình lắng, mình tiếp nhận cái giáo lý đó, rồi mình lắng thọ. Thọ trì tức là tiếp nhận giáo lý rồi sâu sắc đó, rồi lắng thọ cái ý tứ đó để mà hành trì. Hành trì tức là nó thông qua thân khẩu ý. Thân thì là phải nương vào cái lời dạy đó mà điều chỉnh lại cái hành động của thân. Miệng thì là cũng dựa vào cái giáo lý thầm tâm như diệu đó mà mình điều chỉnh lại về cái ngữ ngôn, cái lời nói của miệng, và dựa vào cái lời dạy, cái ý kinh đó mà cái ý tứ của mình, mình thúc liễm được cả thân cả khẩu, thân khẩu ý quyện lại trong một cái niệm thanh tịnh trong cuộc sống. Chứ cái chữ ngã kim kim văn đắc thọ trì không có nghĩa là đem ra tụng nha. Đằng đằng là cái bài kệ khai kinh, là khai kinh kệ, bài kệ khai kinh, nhưng mà khai kinh không có cần thiết phải khai kinh là đem ra tụng, mà là dở kinh ra, lật kinh ra, rồi xem kinh, rồi tư duy, rồi quán chiếu, rồi ứng dụng nó qua ba cái nghiệp. Miệng thì phải nói lời lành, thân thì phải làm, thì làm việc lành, mà ý có nghĩ là nghĩ việc lành, dựa vào cái bộ kinh mà mình sắp lật ra đó, mình coi còn dạy cái gì, chứ không phải tụng nha. Do vậy mà nguyên giải Như Lai trên thiệt nghĩa, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, con chúng con này được thấy, được nghe và nguyện lãnh thọ tiếp nhận và sửa thân, sửa miệng, sửa ý, hành trì và nguyện hiểu rõ cái nghĩa chân thật của Như Lai, chứ không phải tụng. Cho nên là cái đạo Phật của mình đó, mình xét lại cái chỗ đó một chút. Tôi mong rằng là tăng ni trẻ xét lại đi, mình đừng có kêu Phật tử tụng nguyên ngày làm gì. Các vị làm thầy, các vị nếu mà cần trong chùa mình đó, thì mình tổ chức những cái giờ học tập bao nhiêu ngày một lần, hoặc là mỗi ngày mỗi lần nếu điều kiện mình có, nếu Phật tử mình chấp nhận, Phật tử có thời giờ, thì một ngày vậy đó, các vị hướng dẫn cho người ta hiểu. Buổi sớm mai tiếng rưỡi đồng hồ, thí dụ vậy. Và nếu Phật tử thuần thành, buổi tối hướng dẫn người ta tiếng rưỡi đồng hồ, thí dụ vậy. Chứ không cần là phải tụng nhiều. Tụng nhiều mà các vị không nói cho người ta biết cái kinh đó để làm cái gì, mà tụng nguyên ngày vậy là coi chừng á, coi chừng vô tình á, mình làm chết người mình không hay á. Bởi vì làm cái nghề thầy giáo, cô giáo mà người xưa người ta ưa nói là làm cái nghề bán cháo phổi. Ta nói câu đó là nghe hơi tàn nhẫn thiệt. Nếu mà cô giáo, thầy giáo mà không để tâm ha, dạy quá nhiều, nói quá nhiều, mà thứ nhất là thầy giáo mà nhiệt tình mà nói lớn tiếng. Tỏ như tôi vậy nè, tôi làm thầy giáo là không bao giờ tôi nói nhỏ được, từ nhỏ tới lớn. Cho nên bây giờ là già vậy mà biểu nói nhỏ cũng nói ăn được.
cái nhiệt tình của tôi nó gửi gắm vào trong trong cái nghề nghiệp của mình. Hồi xưa tôi dạy học, tôi mở trường dạy học ở Trà Vinh hồi 1958 đó cơ. Mà có một ông giáo già, ông dạy tôi thương ơi là thương. Ông giáo già đó, ông dạy cái tiếng của ông sạch sáng, nghe là cái chỗ giảng đường đó tới chỗ tôi nghỉ ngơi nó cách cỡ chừng hơn 15 thước. Mà ông giảng trong giảng đường mà cái chỗ tôi làm việc của tôi đó là nghe sạch sáng vậy đó. Thành ra tôi thương ông đó, thương nhất. Bởi vì mình thấy ông đó cái nhiệt tình, cái thiện chí của ông đó là y như mình. Mà mình biết là nói mà lớn như vậy là nó thành ra cái từ mà ta nói là hơi cường điệu, tại vì là bán trái hội, nói nhiều quá nó lao hội. Nhưng mà cái người ta có thiện chí là lao, chừng nào lao tính theo lao, chứ ta không sợ là không sợ. Tôi thương ông đó, thương dữ, thương ông đó cũng như thương chính mình vậy đó. Thành ra là tăng ni trẻ đó, đừng có bắt ta tụng nhiều. Tụng cũng ít ít vậy thôi, mà thứ nhất là tụng, mà dạy người ta tụng là làm thế nào để cho hiểu kinh. Trong đó mình dạy người ta, nếu có tụng là đốt cây nhang cho nó thơm, để tuyên biểu rằng là mình có thỉnh Phật tới chứng minh, thí dụ vậy. Chứ còn Phật là không cần đốt nhang, mà không mời mà cũng có. Nếu mà mình ngồi mình tụng kinh, mình xem kinh, mình hiểu kinh là không đốt nhang mà không mời, kêu tên Phật, Phật cũng có. Bởi vì tự tánh đảm bảo là lúc nào không có người ở trong ta. Thành ra là nhắc nhở cho ta nên hiểu nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa, chứ không phải là nguyện tụng là Như Lai Tam Tạng Kinh, không phải vậy. Hiểu Tam Tạng Kinh thì được, mà tụng Tam Tạng Kinh không cần thiết. Có người ta nói rằng người ta có cái lúc đó, thí dụ như người ta bị cái gì đó, người ta không được đi đây đi đó, người ta ở trong cái nhà, người ta gọi là người ta xem hết ba tạng. Tôi xin lỗi, nói cái đó thì các vị có quyền nói cho tôi có tên. Xem hết ba tạng với cái điều kiện là bắt buộc phải ở một chỗ mà xem thì chưa hẳn gì là đã là hiểu à. Mà xem mà không hiểu, mà không có tham thiền, mà không ứng dụng thì là có đọc rốt ba tạng từ đầu tới cuối đi nữa đó. Có thuộc hết giống như Trương Tòng ở trong truyện Tam Quốc hồi xưa đi nữa đó, cũng không có lợi ích gì hết. Phải hành cơ. Chứ cái người mà thông minh mà cỡ Trương Tòng ở trong truyện Tam Quốc mà nó chép ra là Trương Tòng đọc quyển sách liếc qua cái là thuộc, liếc qua cái là thuộc, lại y làm cho Tào Tháo đốt quyển Mạnh Đức Tân Thơ của Tào Tháo. Y chơi xỏ Tào Tháo, y nói cái sách là Tào Tháo ngày nói ngày mới sáng tác rồi sao, cái này tôi thuộc hồi nhỏ cơ. Mà con nít trẻ con mình tôi đứa nào cũng thuộc hết á. Tào Tháo hải hùng lên dịch mình, ủa ta cái sách này tôi mới làm mà tại sao ông nói là ông thuộc hồi nhỏ, mà ông nói mình cái nước của ông là mình nước thuộc của ông á, là nước cũng thuộc là sao đâu thiệt không, ông nói tôi nghe thử. Thế thì cái ông Trường Tòng là ông đọc từ đầu tới cuối, thông minh ghê gớm gì vậy đó. Người ta phải quản hồn đó, ủa vậy thì chẳng lẽ là người trí lớn gặp nhau ư? Rồi cái là lõng lẽn Tào Tháo cũng bù mã tím ruột bầm gan gì cất. Rồi ít bữa cái Trương Tòng về đó, y cho người ta đốt bỏ. Y nói cái này ta giết về người ta cười ta chết. Trương Tòng nói mình cái sức của nó nít cũng thuộc rồi. Thì thật là do thông minh. Mà thông minh như vậy là thuộc thôi. Chứ mà đem ra mà cầm binh điều binh khiển tướng như Tào Tháo thì Trương Tòng không làm được chuyện đó. Mà đọc thuộc từ đầu tới cuối mà không làm được cái việc mà điều đó khiến tướng thì đâu có được lợi gì, đâu có nhờ cậy gì cái quyển Mạnh Đức Tân Thơ đó. Ấy thế mà Tào Tháo không hiểu được cái người thông minh cỡ đó. Sau đó quý việc bỏ cái quyển Mạnh Đức Tân Thơ thiệt là uổng. Nói như vậy nghĩa là tôi nhắc một tử rằng là tu hành
xem kinh, học kinh, thuộc kinh và ứng dụng kinh đó thông qua ba nghiệp tu sửa: thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Chứ không phải là tụng nguyên ngày đâu. Dầu là cái câu nói là ngã kim kiến nhân đắc thọ trì. Thọ trì tức là tiếp nhận, nhận thức, là ứng dụng, hành trì, chứ không phải tụng. Cái đó tôi biết. Tôi biết tôi nói vậy là nhiều người ghét lắm, nhiều người không ưa. Trong đó là có các vị mà thật sự là không có nghiên cứu cái ý kinh đó, không có để ý mà nghiên cứu đó. Rồi bày ra tụng cho ta gọi là cái chùa mình cho nó ấm, nên cho bốn đạo tưởng là cái chùa mình tu nhiều cho nó ấm, chùa bốn đạo thường tới đó. Cái ý niệm đó không tốt đâu. Ý niệm đó là vì cho cái chùa mình ấm, cho nó đông đảo, để cho ta tưởng mình chùa mình tu thiệt, có tu nhiều. Nếu mà có ý tưởng đó là tệ lắm đó, nên bỏ cái đó. Bốn đạo tới thì hướng dẫn giảng dạy cho họ hiểu ý nghĩa kinh là tốt, điều đó rất tốt. Ba đời chư Phật đều tán thán khen ngợi, mà còn dư ý cho ta tụng nhiều, nghe lúc nào cũng rần mà đời nay lại có mắt âm ly đưa ra ba bốn cái loa, cái nào cái nấy bằng trên cái thúng dạ vậy đó. Nó là cả nửa cái thôn cũng nghe, cái đó không tốt đâu. Cho tôi về tụng kinh là không cần bắt loa, trừ ra có cái đám gì lớn mà cả ngàn người trở lên thì có thể dùng loa, nhưng mà loa là cũng vừa trong cái khoảng vườn chùa thôi. Chứ loa mà mình cái nào cái đấy bằng cái súng dạ hơn đó, rồi ba bốn cái, bốn năm cái thì mình bắt mình loa nguyên cả thôn cả làng ta nghe, cái đó ta bực bội lắm đó. Ta làm gì em rồi ta còn phải nghỉ ngơi, giờ phút ta nghỉ ngơi hoặc là ta đàm đạo cái gì đó mà mình mở loa mà mình tụng cả nghe như vậy thì ai chịu nổi. Cho nên là tôi đã gọi là nhắc nhở tu học từ xa, thì tôi nhắc nhở nhiều đúng gì nhắc nhở đấy. Cái mà tôi vừa nói là nhắc nhở tăng ni là tránh, còn Phật tử thì cũng nên hiểu rằng là mình cũng phải học kinh, hiểu kinh để mà thọ trì, lãnh thọ và hành trì ý xứ kinh, chứ không phải tụng. Thế thì nói nãy giờ là chưa vô cái bài thơ. Bây giờ chúng ta đi vào bài thơ thử coi nha. Đây là ngón tay chỉ trong tập 3. Cái bài mà tôi sắp nói đây là cái bài Tham Thiền 1, với cái nhan đề là Học Tham Thiền. Tôi xin nhắc là tất cả những cái bài tôi viết đều có để chữ Tham Thiền hết. Tham Thiền 1, Tham Thiền 2 cho tới Tham Thiền 30 là một tập. Rồi tập cái đó cũng Tham Thiền 1, Tham Thiền 2 cho tới Tham Thiền 30 tập 2, cho tới thành tựu được 5 tập Tham Thiền như vậy. Đó là đề tài Tham Thiền. Thế thì người xưa gọi là thời đầu, gọi là công án. Không có gì tới ngày, đừng có sợ cái từ thời đầu là của người xưa nói vậy thì mình phải lựa thời đầu, không có được, không cần thiết. Ví dụ như là tôi mới vừa đọc á, rằng là Tổ Bách Trượng mà hỏi một vị đệ tử mình á, ông nói ông thông minh, tôi nghe ông thông minh lắm, vậy bây giờ đây là tôi hỏi ông nè, trước khi cha mẹ chưa sinh ta, chưa sinh ra ta là ai? Đó gọi là một thoại đầu. Nói thì chữ Tàu, chữ Hán là phụ mẫu vị sanh tiền ngã thị thùy. Trước khi cha mẹ sinh ra ta là ai? Rồi bắt tham, bắt gì thiền. Họ không hiểu gì hết. Trước khi cha mẹ sinh ta là ai? Hỏi vậy là thôi. Rồi còn những câu thoại đầu khác,
mình cũng không hiểu gì hết, nói không hiểu gì hết, người này nói người kia không hiểu gì hết, rồi hoặc là nhớ lỗ tai, hoặc là giả cho cái chát, hoặc là đập cho gậy gì đó vậy rồi đi, thì cái đó là cái chuyện của các tiền bối, tôi không nói tới. Nhưng mà thật sự là kinh điển của Đạo Phật là phải văn tư tu, và dựa vào là cái ý tứ của Tam Tạng kinh điển dạy mà mình tư duy, mình quán chiếu, mình nhận thức, rồi ứng dụng, cái đó là gọi là thiền đó. Chỉ thiền có nghĩa là tư duy tu, có nghĩa là tỉnh lự, cái này tôi nói hoài thôi. Để nên cái bài này bây giờ bắt đầu là cái bài tham thiền số 1, cái bài số 1 của cái tập 3 học tham thiền. Đây là từng gợi cái ý, nhắc nhở cái ý tứ mình học tham thiền. Tôi nhắc cho tăng ni trẻ, tất cả tăng ni trẻ chúng ta đã học, đang học và sẽ học, học Phật đều phải học tham thiền hết. Bởi vì có học Phật mới có giác ngộ, có học Phật mới có giải thoát. Cho nên cái trường Phật học của Phật giáo, Thành Hội Phật giáo mà tôi đứng ra tôi thay mặt Thành Hội Phật giáo Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh mà tôi xây cái trường đó, đó. Tôi xây cái trường đó. Mà cái ông kia, cái ông kỹ sư, kỹ sư lại với cái ban thầu khoán không biết họ hợp tác làm sao mà họ cúng dường mấy cái chữ mà cái đó tôi không có đưa ra. Tôi không có đưa cái đó ra, bởi vì tiền của mình nó hữu hạn, mình không dám bày ra nhiều chuyện. Mà cái ông kỹ sư là ông là học trò, ông nhận ông là học trò tôi, ông thương tôi, ông quý tôi. Rồi bà kỹ sư là phu nhân của ông á, nói đâm ra là vợ ông á, cũng quý tôi. Rồi nói là ông hồi nào giờ ông làm cái gì cho ai đâu, ông làm nhiều lắm, ông làm để kiếm tiền thì nhiều lắm, tôi cảm ơn ông. Nhưng mà bây giờ tôi muốn ông giúp dùm cho thầy tôi, ông xây dựng cho thầy một cái trường Phật học đi. Ông làm cái đó là tức là ông làm về cho tôi đó, chứ hồi nào giờ ông đi mà dữ lắm. Mà tôi thấy cái đó không phải của tôi. Bây giờ ông để ta cũng giúp dựng xây cho thầy tôi cái trường Phật học cho Phật giáo Việt Nam đi. Thì ông này là kỹ sư giỏi à, kỹ sư là đổ đạc ở bên Tây chứ không phải là, không phải là học lơ tơ mơ đâu. Cho nên ông làm những công trình quốc tế hiện giờ còn làm. Làm những công trình mà quốc tế là muốn ổng mà không cho nghỉ à. Nghĩa là năm nay là bảy mấy tuổi rồi mà không cho nghỉ đó. Bởi vì ổng chỉ đạo cho những cái thành phần mà kỹ sư trẻ đó, là người ta nhờ ổng để làm việc đó. Kỹ sư trẻ thì đông không, nhưng mà người ta tin rằng cái sự chỉ bảo nhắc nhở của ông kỹ sư này thì làm công trình đâu là đảm bảo đó. Thế là ông là cái thành phần kỹ sư cao cấp, ông chỉ huy có cái trường Phật học mà tôi chủ trương xây dựng cho thành phố Hồ Chí Minh đó. Rồi cái ban mà ban thầu á, lại cũng là kỹ sư hàng đệ tử của ông. Rồi kiến trúc sư mà nó làm việc cho cái văn phòng kiến trúc sư của Mỹ, đại diện cho Mỹ làm việc ở tại Việt Nam, nó cũng là học trò của ông, học trò rồi con của bạn ông. Cho nên nó vẽ cái trường đó thì có trình độ lắm, có người ta coi cho nó cái trường này vẽ theo cái cách và trang trí thiết kế nó tương đương với những cái trường ở bên nước Mỹ có. Đương nhiên là cái này nó nhỏ thôi, cho nên cái mặt bằng, cái diện tích của nó nhiều nhà ngang dài dọc và nhiều như bên Mỹ thì không có đâu, của mình không nhầm gì hết á, tiền mình ít mà.
Nhưng mà cái cách thức, cái điều kiện để sinh hoạt nó có thể là gọi là tương đối là tốt cỡ, khá tốt vậy đó. Mình nói là kiến trúc sư là học trò ông, rồi cái ban thầu khoán là cũng là cái thành phần mấy tài kỹ sư cũng đều là học trò ông, mà đang làm ở trong cái công trình của quốc tế, rồi ông trích ra một nhóm kỹ sư đó, ông đem về, ông mới bảo làm cho tôi. Do vậy mà cái trường mà vẽ ra như vậy đó, mà thầy trò của ông làm đó, đúng 6 tháng là 6 tháng kìa, giao trước là 5 ngày, còn vô ra 5 ngày, chứ không được trễ. Tôi vì trong cái thành phần tu sĩ mình đâu có biết cái đó, nhưng mà thấy ông làm với cái nhóm kỹ sư học trò ông làm thấy dễ thương lắm. Cái chỉ tiêu mà đặt ra là ngày nào làm gì là phải làm cho hoàn thành đó nha. 7 ngày làm từ đâu tới đâu là phải hoàn thành tới đó, tôi chỉ có ký giấy thôi. Đúng 7 ngày là hôm bữa là trình bày lên công tác, là tôi coi như là nghiệm thu công tác để ký giấy vậy. Đúng 6 tháng vô ra mấy ngày là trình giao cho tôi là nghiệm thu. Mà trong đó có những cái chữ mà thầy trò của ông cúng á, cái chữ nó đề cao là cả thước á, mà nét ra thì là bề ngang, cái nét đó là hơn cả ông tóc vậy đó. Ông làm ở cái tiền sảnh đó, hai bên có hai câu: học Phật để giải thoát. Phía bên cái tiền sảnh mà bên ngoài ngó vô là bên tay mặt có học Phật để giải thoát, bên trái nó câu là cũng câu như vậy, học Phật để giác ngộ. Cái chữ bằng nhôm hay bằng inox xin đáp gì không biết, mạ vàng đẹp lắm. Tôi thấy tôi rất mừng là cái người học trò này là ông là kỹ sư, cho nên ông đâu có học, ông đâu có ngồi mà nghe giảng nhiều đâu, mà thầy trò của ông, thầy trò trong nhóm kỹ sư đó làm sao mà nó sáng tác ra hai cái câu như vậy. Tôi vui trong bụng, đặc biệt là cái chữ to lớn mà vừa bước vô là có cái chữ đó: học Phật để giác ngộ, học Phật để giải thoát. Cho nên là tăng ni trẻ của chúng ta là phải để ý cái đó. Cái pháp Phật là vô thượng thẩm tâm vi diệu pháp, bá thiên giảng kiếp nan ta ngộ đó. Cho nên là ngã kim kiến văn đắc thọ trì, thọ trì để mà giác ngộ, thọ trì để mà được giải thoát, chứ không phải là thọ, chứ không phải là kinh điển của Phật để tụng gì hết. Để ý cái nào. Tôi muốn cho tăng ni trẻ của cái trường Phật học thành phố Hồ Chí Minh của tôi dùng chữ của tôi, có nghe là cái bản ngã đấy. Của tôi là tại vì tôi đứng ra, tôi kêu gọi, tôi sáng lập. Bây giờ thì thuộc về của chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam của thành phố Hồ Chí Minh. Còn cả 1.500 tăng ni học mỗi ngày. Thế thì tôi mong rằng là tăng ni trẻ học Phật để giác ngộ, học Phật để giải thoát, và sau này các vị lớn lên, các vị làm trụ trì, các vị cũng già dạy sao mà cho Phật tử á, học Phật cũng để giác ngộ, học Phật để giải thoát, chứ không phải học Phật để mà làm cho nó ấm cái chùa, hay là tụng cho nó nhiều để nó ấm cái chùa, rồi để làm cái chùa cho lớn không cần đâu, để làm cái chùa cho đẹp không cần đâu. Phật không thèm cái chùa đẹp đâu, Phật không thèm ở cái chùa lớn đâu. Phật hồi xưa là ở dưới gốc cây không đó. Mà nhờ ở dưới gốc cây mà ăn cơm ngoài mé xuống chân rừng vậy đó, mỗi ngày đi sinh vậy đó, mà mới có vô thượng Bồ Đề và vô thượng Niết Bàn đây. Chứ nếu mà sự nghiệp to lớn đó là không có cái quả đó được đâu, không có quả vô thượng Bồ Đề, vô thượng Niết Bàn được đâu. Cái đó là sự thật đó. Các vị lấy cái trí tuệ văn gì từ gì tu, các vị suy nghĩ đi. Đó là một sự thật, đó là
rút ra từ lời Phật ý kinh. Cho nên tôi nói ví dụ như là mình tham thiền hát cái bài mà nhất bác sinh gia phạm cô thân giảng lý du, chỉ vi sinh tử sinh tử sự giáo hóa độ sinh tu, cái bài đó cũng là một cái đối tượng tham thiền để mình tham. Mình tham có khi là tham về dài dài mà tới chết mà gần như nó chưa rồi. Bởi vì rồi thì tôi cho là có thể rồi đi, nhưng mà mình làm chưa được. Mình đâu có nhất bát sinh gia mạng đâu. Mà không có nhất bát sinh gia mạng, không có một mình bát mà đi sinh anh á, là các vị còn dương dắt. Mà còn dương dắt ở trong tiền tài, ở trong chùa chiền, ở trong đất đai, trong sự nghiệp, thì là ngã và ngã sở hữu nó còn nguyên á, thì làm sao mà các vị có cái trình độ gọi là giác ngộ vô thượng được. Làm sao các vị có cái bồ đề vô thượng, làm sao các vị có cái niết bàn vô thượng được. Tôi nói các vị suy nghĩ nha, chứ tôi không bao giờ bắt mời ai ép uống à. Không bao giờ mời ai, có cái ý mời ai và ép uống ai nghe mà không suy nghĩ. Tôi mời tất cả những ai nghe tôi mà nghe rồi nó suy nghĩ, mà nếu thấy tôi nói sai là bằng ý kinh là cứ việc bỏ ngay, không cần nghe nữa. Mà còn nếu như tôi nói mà đúng rồi, mà các vị bằng lòng nghe đó là các vị có lợi lạc đó nha, có an lành đó, có hạnh phúc đó. Nếu mà cái gì cãi mà cái gì tân đi trẻ mà không nghe tôi, để tôi coi bài thơ nào. À, mình cứ hoạt động ha, mình cứ hoạt động theo cái vọng tưởng điên đảo của mình đó, thì tôi có bài thơ lạ, cái đầu đề là lạ. Tu hành mắc nợ lạ kỳ chưa, tu hành mà mắc nợ là lạ lắm đó nha. Chứ các vị tưởng không lạ chứ đối với tôi là lạ lắm đó. Tôi tu hành hồi nhỏ tới giờ đó nha, mà năm nay 84 tuổi rồi mà chưa mắc nợ lần nào á. Cái đó nó mới là không lạ đó. Còn nếu như các vị mà tuổi trẻ hơn mà các vị mắc nợ đó, thì tôi cho là lạ. Đối với mặt là lạ lắm đó nha. Tu hành mắc nợ lạ kỳ chưa. Lý do là tại sao mắc nợ? Vì quá đam mê tượng, tháp, chùa, cực lực tới quyên mà vẫn thiếu, liều thân vai mượn lạ chi mô. Lạ lắm đi, nhưng mà các vị dám nói rằng lạ chi mô là không được anh nha. Phải thấy rất là lạ. Chứ mà các vị nói là liều thân tôi vai mượn lạ chi mô là các vị sẽ mắc nợ thêm nữa đó. Có những người, nhiều người rồi, bạn bè của tôi, học trò của tôi cũng có, bạn bè của tôi cũng có, chết rồi để nợ tỷ 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 đó. Có người để nợ là 1 tỷ, 2 tỷ. Có người để nợ 20-30 tỷ, có vài 500-300 triệu cũng có. Cái đó có rồi. Nhưng mà mình không có tiện nói tên nữa chứ. Mình nói vậy đó là ai mà để ý cái đó, đó thì tự mình răng già. Mình đừng có vay, đừng có mượn, đừng có ham làm quá cái phòng tay giới giới của mình, để cho không mắc nợ thì cũng còn chăm chế được. Chứ mắc nợ là lỗ lã dữ lắm đó. Mà để cho mắc nợ rồi thì chỉ có cách là đọc bài thơ khác, gọi là lỡ lệch lối đi. Bà sẽ khám nói rằng là ngồi buồn ngẫm lại tháng năm qua, giải thoát lộ trình mãi tích xa, hương phấn nửa đời trong nhạc phết, còn chăng bám chắc cõi ta bà. Đấy là nửa đời hương phấn nè, 30-40 tuổi rồi là nửa đời hưng phấn rồi đó. Tôi nói cái đó là tôi cho nó hơi giản, gọi là giống như là thì giờ người ta gọi là thì giờ như thun. Chứ thật sự là nếu mà 40 tuổi là hơn nửa đời hưng phấn rồi đó.
30 tuổi là đã cũng vượt qua nửa đời hưng phấn đó. Dựa vào đâu tôi nói vậy là tại vì tôi dựa vào cái môn thể thao là đá bóng á, đá banh á. Cái người mà làm cái nghề cầu thủ đá banh á là 30 tuổi là ta cho là lão tướng rồi, mà hiện giờ là 32 tuổi là coi như là tự ý biết mình là cái tiêu chuẩn đó là người ta tiêu chuẩn, mà nếu mình không suy nghĩ là người ta cũng cho mình nghĩ. Cho nên là tôi nghe đó là tôi nghe cái tôi có thành bóng đá đâu, tôi không ham bóng đá bao giờ. 32 tuổi là tuổi đó là tự mình suy nghĩ, còn không ta cũng cho mình nghĩ. Lý do là mình có yếu sức rồi đó, đã là ta gọi là lão tướng rồi, tất nhiên là mình có yếu hơn cái tuổi trẻ. Tuổi trẻ là 18, 19, 20, 21, 22 rồi mạnh lắm, đụng cái là mình chăng ra. Mình 32 tuổi là mình phải dăng ra, mà mình chạy cũng không kịp. Chạy đuôi với đám tuổi trẻ là mình chạy, mình thở hào hển vậy đó. Cho nên người ta cho mình nghỉ. Thế thì là nửa đời hưng phấn mình là khoảng 30. Còn tại em cái nữa là cái mà cụ thể hơn đó là 41 tuổi là vượt nửa đời hưng phấn rồi đó. 41 tuổi tôi hồi xưa là 41 tuổi là bắt đầu mang kính, dạy học đọc chữ mới mang kính, đọc báo mới mang kính, còn bằng không là đưa ra tuốt xa thẳng cái tay chứ đâu mới đọc báo được. Đó là hơn nửa đời hưng phấn rồi đó. 40 tuổi là đã bắt đầu hơn nửa đời hưng phấn, mà hưng phấn nửa đời trong nhạc hết, nghĩa là không có được gì hết. Còn tranh bám chắc cõi ta bà, thế thì quyền rồi tới rồi xây rồi cất, xây cất rồi quyền tới Phật thì ở đâu không thấy. Mà mình là nửa đời hưng phấn là cuối cùng hỏi mình được cái gì? Không hề có an lạc, không hề có hạnh phúc, không hề có giác ngộ giải thoát gì hết. Thế thì chẳng phải là bám chắc cõi ta bà đó sao? Đó. Thế thì bây giờ đi đọc bài thơ. Bài thơ học tham thiền, nói về nhắc nhở thì nó nhiều cái cần nhắc nhở. Và đã là gọi là nhắc nhở thì có những cái mà mình đã nói rồi, mấy bữa trước bữa nay mình cũng nhắc nữa, nhắc hoài, nhắc mãi. Cũng giống như bài thơ của thi sĩ ta nói yêu ai yêu mãi yêu hoài, lòng nhớ nhung ai. Cái thứ tình yêu nó yêu hoài, nó cứ đi mãi, nó yêu hoài, lòng nhớ nhung ai ha. Cứ mãi và hoài. Còn cho nên là mình tu hành mình cũng nhắc nhở mãi, nhắc nhở hoài cũng được. Học tham thiền, tham thiền đừng học cách thi ngồi. Đối tượng thiền na học trước rồi, quán chiếu tư duy tri mục đích, tâm khai ý giải thỏa lòng thôi. Cái bài này nó có 4 câu. Ủa có ba, nó có ba nhịp, có ba cái bệnh gì, có ba nhóm, mỗi một bài có ba đoạn. Cái đầu bây giờ là nó muốn ngu rồi, cái đầu già bây giờ nó rất dễ ngu nha. Nó có ba đoạn, mỗi một đoạn 4 câu. Tôi tin rằng là cái bữa hôm nay nói cái bài này giới thiệu cho Phật tử gần xa cũng như tăng ni trẻ đó, tôi tin rằng là bữa nay mình không triển khai hết cái bài này nổi đâu. Bởi vì là mục đích của mình là nhắc nhở chứ đâu có phải là đọc sách. Cho nên là khi mà triển khai ra đó là phải nhắc nhở dựa trên ý tứ của từng câu để mà nhắc nhở, để mà tư duy,
để mà quán chiếu, để mà ứng dụng thực hành trong trên cái tiến trình học đạo hành đạo để chứng đạo. Cho nên là triển khai để nhắc nhở, để học tập, để thực hành, chứ không phải là đọc sách dùng. Do vậy mà cái bài này nó tới 3 đoạn, có thể chúng ta không triển khai hết được một buổi này. Do vậy mà tôi xin đi từ từ là bắt đầu là cái đoạn 1 này. Tham thiền đừng học cách thi ngồi nha. Đức Phật hồi xưa ngồi có, bởi vì Đức Phật ở trong rừng, chẳng lẽ trải cỏ, trải gốc lá, làm những gốc cây thú vị gì đâu mà nằm hoài. Cho nên Đức Phật vận dụng cái cách ngồi là có thể là nhiều hơn là cách nằm. Mà Đức Phật là một cái bậc xuất ý chí xuất phàm. Cho nên trên đường học đạo hành đạo là Đức Phật tham thiền ngồi nhiều, cái đó có. Nhưng mà bây giờ đây Đức Phật đã mở con đường giác ngộ giải thoát rất rõ ràng cho chúng ta rồi. Đức Phật chỉ rất rõ từng điểm một, từng ý một, từng lời đều là khai thị, đều là mở toang cánh cửa để chỉ bày cho mọi người, mở mang cái tri kiến Phật, gọi là khai Phật tri kiến, chỉ bày cái tri kiến Phật, gọi là thị Phật tri kiến, ngộ Phật tri kiến, ngộ tri kiến Phật, tỏ ngộ cái tri kiến Phật, và cuối cùng là đi vào thể nhập vào cái tri kiến Phật của mình, thì khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Đức Phật đã làm việc đó xong. Thế thì là mình bây giờ rõ gì quá rồi, dễ dàng quá rồi, chỉ cần dựa vào lời Phật, ý kinh dạy bảo mà mình văn như tư như tu thôi. Còn cái ngồi hay là đi, hay là thậm chí là có lúc nằm cũng được, miễn là mình nắm được cái lời Phật, ý kinh, mình tư duy, mình quán chiếu theo cái quá trình, là theo cái tiến trình tu học là văn tư tu, thì không nhất thiết phải ngồi không, phải ngồi hoài. Do vậy mà là cái tôi muốn nhắc nhở tăng ni là trên vấn đề tu không phải là do ngồi. Phật chỉ rõ hết rồi, mà mình nắm vững rồi thì mình có thể đi, mà mình tư duy quán chiếu cũng được, mình không rời cái kinh lời kinh ý Phật cũng được. Mình ngồi mình tâm thì mình quán ly ngã và ngã sở được, thì mình đi mình cũng vận dụng, mình quán ly ngã và ngã sở được đó chứ. Do vậy mà Đức Phật chỉ rõ quá rồi. Bây giờ mình không nhất thiết phải ngồi nữa đâu. Tại đi tôi cũng ly ngã thì ngã sở được. Cái ý niệm ly ngã thì ngã sở đó không cần phải ngồi mới có, mà đi nó cũng vẫn có y như vậy. Vì vậy mà tôi muốn nói với tăng ni trẻ cũng như Phật tử rằng là ngồi thì cũng tốt thôi, không có lỗi làm gì, nhưng mà không nhất thiết chỉ có ngồi mới được. Không nhất thiết là phải tọa thiền, không nhất thiết là phải ngồi thiền. Cái ý niệm đó mình nên kết bạn đi, nghĩa là mình có thể là vận dụng một cái nhận thức chính xác rồi đó, mình không câu nệ những cái cách ngồi kiểu nào đó, không cần. Nhưng mà nếu ngồi thì cũng không sao, hiểu phải hiểu nó thoải mái như vậy đó. Thế nếu mà mình không hiểu chính xác, mình không hiểu, mình không có cởi mở những cái câu nệ cúng bách mình, nhiều khi nó sai lầm, có những cái không cần thiết. Trong sách thiền kinh điển ngày xưa ta có ghi lại những cái câu chuyện rất là lý thú. Ngày xưa có một vị hòa thượng, một vị thiền sư đó, mỗi ngày tu thiền, người ta tu thiền trong hàng ngày đó, mà mỗi ngày tới cái giờ tu thiền đó thì ở trong
cái nhà lâm tự đó, không biết là của chùa nuôi hay là của ngoài không biết, mà có con mèo. Khi mà vị đại sư thiền sư đó ngồi thiền thì có mèo thỉnh thoảng nó cứ nó rụt rịch rồi đó, nó tới cái chỗ của thiền sư, có khi nó đi ngang, có khi nó rụt rịch rồi đi bươi móc gì đó, có khi nó chụp chuột hay gì đó, nó làm cái động tâm rối loạn. Mà tu thiền mà động tâm rối loạn thì là cái tư duy quán chiếu của mình nó bị cắt đứt. Cho nên vị thiền sư đó mới là sắm thêm một cái bội ha, sắm thêm cái bội. Mình tới cái giờ mình sắp mình ngồi thiền đó thì con mèo nó tới đó thì bắt con mèo nó nhốt lại để nó đừng lục lạo, để đừng làm rối ren mình nữa. Ấy thế mà tất cả vị thiền sư đó tuổi lớn rồi đó thì qua đời thì bây giờ tôi mới nghĩ mình dùng cái từ gọi là quy tịch là quy viên tịch, diễn ly chúng khổ quy viên tịch, có cái bài cái câu đó, diễn ly chúng khổ quy viên tịch, hàng dụng với hơn đồ vinh thể, là quy viên tịch á, có nghĩa là mình chết á. Cũng như Đức Phật mà chết ra tại Ta La Sâu Thọ đó, mình gọi là Đức Phật quy viên tịch. Đức Phật viên tịch, ngày đó là ngày Phật quy viên tịch ở rừng Ta La Sâu Thọ. Chứ mình đừng nói ngày đó là ngày Phật nhập Niết Bàn tại rừng Ta La Sâu Thọ, mình nói vậy là không trúng đâu nha. Phật có Niết Bàn ngay sau khi mà đắc đạo, đắc cái quả vô thượng bồ đề khi còn ở trong rừng chứ, rồi trong đó cái thời gian 49 năm đó Đức Phật đi thuyết pháp là dài đây mai đó, chứ mà đã nhắm cái bàn trong những cái hành động đi đến